xem quảng cáo trên mạng và ý kết anh thanh niên mua bộ máy này là 20 củ nhá, gồm cạc 2060 ra 16GB thương hiệu Trung Quốc, rất chi là đẹp màu mè. Vấn đề là loát mãi không lên. Đẹp đấy. Quay video lên nhìn rất là hầm hố. Cấu hình main B560 của Bagota, ra 16GB của thương hiệu Kinh Banh. Cạc này 2060 MSI, nhưng mà cạc này khả năng là cạc trâu rồi, chuẩn là trâu rồi. 20 củ, nếu mà 20 củ mà lại cộng thêm hai màn hình với cả cái ghế nữa thì khả năng con này 100% là cạc trâu. Tính chi ly ra con cạc này mà mới thì nó rơi gần 10 củ. Mượn 10 củ mà bộ cây này mà 20 củ mà cả cái màn thì không thể nào mà cạc mới được. Rồi, nó lên rồi đấy. Khả năng con này chập chèng cái đéo gì ấy. Lúc nó lên, lúc nó không.